Xin chào tất cả các anh chị, đây là Thị Trinh đang phát sóng trực tiếp tại Việt Nam cho thị trường của châu Mỹ. Do nhu cầu của thị trường bùng nổ, tư duy của các bạn hơi khá chút xíu, nhưng mà kiến thức về sản phẩm thì hơi bị yếu chút xíu, cho nên Thị Trinh sẽ trở lại sân chơi với công nghệ ageLOC để giúp các anh chị hiểu rõ hơn cái tầm quan trọng và tại sao chúng ta lại sở hữu những cái sản phẩm độc đáo. Có 102 trên toàn cầu. Các bạn có khách hàng thì có thể vào nghe, bởi vì chương trình huấn luyện của Thị Trinh thì nó liên quan tới sản phẩm, và nếu là khách hàng thì có thể là họ sẽ thích nghe trực tiếp từ mình hơn, bởi vì có cái niềm tin cho họ vững vàng. Còn nếu anh chị là những người nhà phân phối thì chia sẻ cho đồng đội để thầy có một cái kiến thức gì đó để mình có thể hiểu. Khi mình trao một cái sản phẩm tốt cho một người nào đó thì mình có thể hiểu được cái khái niệm là lý do tại sao nó quan trọng. Ok, cho nên ở trong tay mình có hai cái bộ bối R2, dĩ nhiên thì trên dùng Facebook Live trên cái phone nó bị ngừa. Phone được cho nên các chị sẽ nhìn không ra. Cái lọ này là lọ Vitality, còn cái lọ này là lọ R2, có nghĩa là mình có thể nói là giống như một chiếc xe hơi mà gắn thêm turbo cho máy nó chạy nhanh hơn vậy đó. Thì cái này đó là R2. Ok, hôm nay thì Trinh sẽ nói về R2 và Vitality nó đi chung. Đáng lẽ nếu thì Trinh thấy làm thì có thể mỗi chương trình cho Vitality riêng, một cái like cho R2 riêng, nhưng mà mình sẽ gom lại chung thì mình sẽ giảm bớt cái thần khoa học, mình sẽ nói đi thẳng vào cái công dụng của nó cho mọi người thì nó sẽ hữu ích hơn nhiều. Tại sao ageLOC Vitality và ageLOC R2 độc đáo? Tại sao độc đáo thì đã nói rồi, có công nghệ ageLOC. Age là tuổi, lock là khóa lại tuổi tác, nên là làm chậm lại cái tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, hầu mang lại cái suối vườn tươi trẻ cho con người. Khi mà bản đồ gen được giải mã, tức là biết được con người của chúng ta có cái DNA, hay là ở Việt Nam gọi là ADN, đúng không? Và DNA đó nó là một trong những cái, không phải là một trong những cái, là cái sự độc đáo trong con người để hình thành con người của mình. Và Thị Trinh cũng đã từng nói rồi, chúng ta đừng có nghĩ rằng là vận mệnh của mình quyết định bởi cái gene của mình. Ok, nhưng mà cái đó thì nó khi mà khoa học đã tân tiến, mãi tới khi bản đồ gene được giải mã, khi mình hiểu được tất cả vào 2003, thì cái vận mệnh của mình không còn bị ảnh hưởng bởi cái gene của cha ông cho mình nữa. Một phần nào thôi, dưới 10%. Nếu 10% là do ảnh hưởng thôi, còn lại 90% là do ngoại tác và môi trường xung quanh. Ok, môi trường xung quanh là chính hơn 90% là do ngoại tác, tức là mình sử dụng cha mẹ cho mình, tổ tiên ông bà cho mình cái cơ thể này, nhưng mà mình sử dụng mình quyết định cuộc đời mình nó đi về đâu, định hướng như thế nào là do mình. Ok, 90% là như vậy. Cho nên khi mà hiểu được rồi thì báo chí, tạp chí khoa học bắt đầu nói rằng là DNA không còn quyết định cái vận mệnh của con người nữa, và đó là sự thật. Thì 2009 thì công nghệ ageLOC được chào đời với sự nghiên cứu của 75 khoa học nổi tiếng hàng đầu của thế giới. Song song khi mà hiểu được cái bản đồ gene thì cái công nghệ ageLOC được chào đời. Ok, có nghĩa là các chị phải hiểu, và đôi lúc một số các chị không hiểu, dùng sản phẩm này cứ nghĩ là nó đi vô trong đó để nó chỉnh sửa gene của mình, cho nên nghe thật là buồn cười. Cho nên cho các chị hiểu, nếu các chị nào có những khách hàng mà hiểu như vậy là có thể là kiến thức họ không hiểu, hay là do các chị truyền đạt sai. Không ai có thể chỉnh sửa gene của mình hết, không có bất cứ một cái sản phẩm nào có thể chỉnh sửa cái gene, cái DNA mà cha mẹ cho mình, không ai làm được điều đó hết. Ok, không ai chỉnh sửa được điều đó hết. Nhưng mà cái quá trình mình sử dụng nó sẽ đưa tới vấn đề lỗi lệch. Lỗi lệch có nghĩa là hàng ngày, đúng không, chúng ta chết là ngày đó không hoạt động, nhưng mà nếu chúng ta vẫn còn hơi thở thì cái quá trình của cái DNA, thì chính không có cái mô mình đang ở Việt Nam không có cái mô hình đi theo với mình, cái quá trình này để mà đọc là nó phải đứng sẵn là hai đường song song, và nó tách ra, hiện giờ nó đang tách ra, thì cho nên nói chuyện với các anh chị, hay các anh chị đang ngồi xem đây, thì DNA của mình nó luôn tách ra, đập lại, tách ra liên tục. Và đó là cái lỗi xảy ra hàng ngày, do mình thức khuya, mình ăn uống quá nhiều tạp chất, quá nhiều độc hại, cho nên khi mà tách ra, đúng không, thì tất cả những cái ngoại tác nó đưa vào đây, nó làm
chuyển biến cái hình thành khi mà nó nhập trở lại thì nhập bị sai, cho nên đưa tới vấn đề lỗi. Và lỗi này do mình nha, do mình sử dụng nó sai cho nên đưa tới lỗi. Còn lỗi mà do từ bên trong nó dưới 10% thôi, rất là hiếm, cho nên tất cả đều do mình hết. Cho nên khi mà mình dùng sử dụng cái sản phẩm này á, nó không chỉnh sửa gì được cái kết cấu của hai cái chuyên mình đó, nó sẽ không có ai chỉnh sửa được vấn đề này hết. Cho nên nhiều người dùng hàng mà cứ hiểu sai, dùng sản phẩm mà cứ hiểu hai là vô, không ai chỉnh sửa hai cái đường dây song song này của mình được, không ai chỉnh được hết á. Không có sản phẩm nào chỉnh sửa thay đổi được hết. Nhưng mà cái quá trình một cái đường tách ra, cái gì hãy hiểu nó như cái đường rầy xe lửa. Ok, đường rầy xe lửa nếu mà chúng ta không bảo vệ, chúng ta không bảo trì thì sẽ bị rỉ sắt. Đúng không? Sẽ bị những cái gì đó bù lông con tán, nó sẽ bị lỏng đi. Thì khi lỏng đi chiếc xe lửa chạy ngang sẽ bị tai nạn và nó sẽ lật. Và khi lật trong đó sẽ có người gãy tay, gãy chân, đổ máu vân vân. Thì y chang ở trong con người cũng là cũng vậy. Tức là hai cái đường song song, do mình ăn đồ chiên, đồ xào, đồ nhậu nhạt, bia rượu vân vân thì đưa tới hai cái đường này lỗi, và khi lỗi tới thì đưa tới bệnh. Ok, xui thì đưa tới ung thư. Ok, hơn chút xíu thì huyết áp, tiểu đường, đau lưng vân vân, đó là hình thức là cho các chị thấy lỗi đó. Ok, cho nên khi chúng ta dùng những cái sản phẩm dinh dưỡng mà có công nghệ ageLOC là nó giống như là những kỹ sư đi vào đó để chỉnh sửa cái đường rầy lại, đúng không? Chùi quét cái đường rầy, đúng không? Bù lon con tán dặn lại cho nó kỹ để khi chiếc xe lửa chạy nghe nó không bị tai nạn ha? Chứ không phải vô đó mà rinh nguyên cái đường rầy bỏ thế cái đường rầy khác, không ai làm được điều đó hết á. Ok, cho nên đó là cho cái khía cạnh của người khách hàng. Còn nếu anh chị là những người phân phối thì có thể anh chị dùng cái lời đó để mà truyền đạt cho khách hàng hiểu. Cho nên đôi lúc mình cảm thấy buồn cười, có thể là do các anh chị truyền đạt sai. Ok, cho nên khách hàng hiểu sai, không ai chỉnh sửa. Và nếu có sản phẩm nào ngoài kia mà nó chỉnh sửa được cái chuyên thì xin dùng một câu xạo, không bao giờ có. Ok, rồi mình sẽ nói là, cho nên đó là công nghệ ageLOC. Và khi mà mình hiểu được cái công nghệ ageLOC rồi đó thì bắt đầu hàng loạt những cái sản phẩm được chào đời nha. Mình đã đi rồi cái sản phẩm một cái máy hút bụi nâng cơ, rồi có cái bộ kem. Rồi bây giờ thì Vinh sẽ nói về đầu tiên bên dòng dinh dưỡng bên trong thì là cái lọ ageLOC Vitality chào đời, là cái lọ đầu tiên sau khi mà công nghệ ageLOC được xuất hiện ra đời, thì đầu tiên của bên trong để uống là ageLOC Vitality. Vitality là mang lại cái sự sống cho con người. Thì suy nghĩ nha, nhìn nha. Bây giờ mình làm sao đi tắt cái đèn cho các anh chị thấy. Ở trong con người chúng ta có một cái cơ chế là một cái nhà máy phát điện. Nhớ nha, nhà máy phát điện. Mình thức dậy được là do cái nhà máy phát điện này. Thì tiếng Anh nó gọi là mitochondria, tiếng Việt nó gọi là ti thể, hay chúng ta còn gọi là ti tập thể. Tất cả thức ăn của chúng ta đi vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa đi vào bên trong, vào bao tử, qua ruột non, ruột già, đúng không? Để mà chế biến xong qua gan xong rồi thanh lọc qua thận, rồi đi nuôi tế bào vân vân. Chỉ như mình không đi vào khoa học ở trong đây. Nhưng mà để làm được những cái hành động đó, đúng không? Thì là phải có một cái máy ở sau lưng, nó gọi là cái máy phát điện. Nó chuyển năng lượng gọi là ADP. Nếu các chị nào đi học sinh học thì ADP qua ATP. Ok. Và cái quá trình chuyển năng lượng đó mới tạo được năng lượng cho chúng ta làm việc hàng ngày. Ok. Tức là nhờ tất cả những thức ăn của mình đi vào bên trong. Ok. Chất đạm, tất cả mọi thứ cặn bã được ra ngoài. Ok. Thì tất cả những thứ này sẽ tích trữ để tạo cái nhà máy phát điện, là cái ti lập thể. Nó là một cái hình bầu dục ở trong cơ thể các anh chị. Và nó chuyên môn sản xuất là lấy từ ADP và ATP. Ok. ATP tức là cái năng lượng, là cái sức để chúng ta làm việc. Ok. Và cái cơ chế này sẽ xảy ra liên tục. Giống như nhà máy phát điện, cái cúp điện là chúng ta không thấy. Ok. Cúp điện thì nó không hoạt động gì hết. Tưởng tượng cúp điện không làm được Facebook Live. Tưởng tượng cúp điện thì thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa. Tưởng tượng cúp điện thì các anh chị không có máy lạnh để sử dụng. Cúp điện thì đèn xanh, đèn đỏ, giao thông sẽ không hoạt động. Hầu như cúp điện là chúng ta bị tê liệt. Có phải không? Ở thế giới ngày hôm nay, ngày xưa có thể cúp điện không sao, nhưng mà bây giờ cúp điện thì cả thế giới bị tê liệt. Và nếu điều gì xảy ra khi con người chúng ta bị cúp điện thì chúng ta ngủm. Đó là chuyện bình thường. Cho nên cúp điện, cho nên cái nhà máy phát điện nó sẽ liên tục. Và trong cái quá trình mà nhà máy phát điện ra ATP á, thì nó sẽ đưa ra những cái chất cặn bã. Ok. Và những chất dơ trong cơ thể mình, trên trong cơ thể mình có những cái chất dơ đó. Và ở trong người chúng ta khi còn trẻ mà khỏe mạnh thì có hai cái men,
hai cái men có thể là hai cái men hoạt động khủng bố bố nhất, có thể là tốt nhất trong người mình, nó gọi là SOD superoxide dismutase and glutathione GST, tức là hai cái men đó nó sẽ trap, thì Vinh không biết dùng tiếng Việt là gì, nó sẽ trap, thì Vinh lặp lại nha, nhà máy phát điện của mình tạo cho mình năng lượng từ ADP qua ATP, ok, để ta có năng lượng ta làm việc hàng ngày. Nhưng mà khi mà quá trình mà phát điện ra này thì cũng sẽ bài tiết ra những chất dơ, và những chất dơ đó sẽ được đi khử, thì trừ khử trong đó người ta có hai cái men khi còn, và nó sẽ dập những chất dơ này bài tiết ra ngoài, cho nên để cho cái nhà máy phát điện này được sạch sẽ, ok. Nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi thì máy phát điện nó giảm dần, ok, nó cũng còn có điện giảm dần, và khi mà đưa cái nguồn điện này ra ngoài thì nó cũng bài tiết những chất dơ. Nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi thì cái khả năng mà bị để mà trừ khử những chất dơ này không còn nữa, cho nên rốt cuộc khi càng lớn tuổi thì tích tụ nhiều chất dơ hơn người đứa trẻ, hình dung đã không đủ năng lượng, chất dơ đưa ra không được bài trừ khử đi, cho nên đưa tới vấn đề chúng ta bị già hơn, yếu hơn, bất thể lực hơn, tình lực cũng có giảm luôn, trí lực cũng giảm luôn, nói chung tất cả mọi thứ đều sẽ bị giảm sút hết. Đó là bệnh của về già, đó là chuyện không có gì đã, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao có người trẻ hơn, người khỏe hơn, là bởi vì do cái nhà máy phát điện này của họ nó làm việc một cách tinh chế hơn nha. Đó là lý do tại sao thì Trinh đã khuyên anh chị là không nên ở gần nhà máy phát điện, ở gần những cái cột đèn ha, thì có sẽ nguy cơ bị ung thư. Ở gần những nơi sản xuất nhựa, đúng không? Ở gần những cái công xưởng mà hóa chất là như vậy. Gần nhà máy phát điện, tạo điện đi cung cấp cho người khác, nhớ nha. Nhưng mà chúng ta ở gần những cái ổ điện, cái cục phát điện ngoài đường mà cái gì thấy á, nhà có những, đó lý do tại sao khi các chị mua nhà mà nhà gần ổ điện, nhà nó rẻ hơn. Xa ổ điện thì càng tốt. Nhà gần cái nhà đèn cũng sẽ nguy hiểm hơn nha. Vì tất cả những cái bài tiết nó đưa ra ngoài mà chúng ta sẽ thích vào người, và đó là đứa vấn đề đưa tới ung thư. Và vô đây nó sẽ làm cái quá trình cái DNA của mình nó bị, nó đi vào, nó chậm ở trong đó lại, cho nên đưa tới bị lỗi nha. Đó là những cái ví dụ cơ bản cho các anh chị hiểu. Và bây giờ đi vào trong cơ thể mình thì y chang cái nhà phái máy phát điện này của mình. Nhà máy phát điện này tạo năng lượng cho chúng ta làm việc, nhưng mà nó bày cả những chất dơ, và nếu những chất dơ thì chúng ta không trừ khử đi và nó tích tụ trong người chúng ta thì đưa tới người ta bị ung thư. Cho nên chúng ta làm sao phải bị trừ khử những cái kiến thức chơi này trong cơ thể ra. Hồi trẻ chúng ta làm được điều đó một cách hữu hiệu, bởi vì do hai cái men này trong người chúng ta hoạt động rất tốt. Nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi, mình 46 tuổi thì chắc chắn hai cái men này sẽ không bằng một số các bạn đang tham gia. Vì bạn, nếu các bạn là người 25 hay 35 thì hai cái men mà để trừ khử những chất dơ này của các bạn hiệu quả hơn mình, ok. Một cũng vẫn có thể là các bạn sẽ yếu mình nếu các bạn lạm dụng sức khỏe. Còn nếu thì Trinh là người sống kỹ lưỡng thì có thể là hai cái men mình vẫn khỏe hơn của những người đứa trẻ. Cho nên chị nhớ nha, phát điện để nuôi năng lượng cho chúng ta thì cái đó nó gọi là cái ti lập thể và đưa ra những cái chất độc nha. Cho nên rất thông minh, cho nên khi mình hiểu được cái giá trị của hai sản phẩm này thì mình mới cảm thấy cái này nhiêu tiền, mình không nhớ giá, hình như là 60 hay cỡ đó, hồi không nhớ 60 63 gì á, rẻ như bèo. Cái R2 này là nhiêu? 3 triệu ở Việt Nam mình nhớ mấy thôi. Rẻ như bèo. Và mình cầm trên tay cái sản phẩm này thì mình nó cảm thấy nếu mà đúng thực sự nó tốt, nó có thể là 15 triệu, 20 triệu. Nếu mà 3 triệu mà có thể là khả năng làm điều đó tốt cho cơ khỏe thì mình chỉ nói là rẻ như bèo. Không biết có cái gì rẻ hơn bèo đó, mình không biết. Đó là sự thật khi mà mình hiểu được giá trị của nó. Cho nên đôi lúc anh chị cầm cái sản phẩm mà chúng ta dùng, ta không hiểu giá trị của nó. Cho nên khi không hiểu giá trị của nó thì chúng ta cứ nghĩ nó mắc hay rẻ. Còn đối với mình mê công nghệ ageLOC, thần tượng của mình là Dr. Joe Chen. Mình đã từng nói rồi, mình không tham gia Nu Skin nếu không có công nghệ ageLOC. Mình mê cái chữ ageLOC, mình mê cách khoa học để làm sao cho con người khỏe. Ok, đó là cách thông minh, chứ không phải là để cho con người can thiệp bằng dao kéo hay bằng cái gì đó để cho con người khỏe, thì cái đó không có hợp tình hợp lý. Mà cái can thiệp bằng cái là cái dinh dưỡng hàng ngày chúng ta sử dụng. Cho nên có bao nhiêu sự dinh dưỡng ở ngoài kia, đúng không? Nhưng mà có ai làm được cái điều này không? Có, duy nhất chỉ có một công ty một thôi, đó là Nu Skin, và đó chính là cái công nghệ ageLOC. Cho nên vitality là mang lại sự sống, bây giờ mình sẽ đi vào bài học.
ha. Nhớ cái nhà máy phát điện rồi đúng không? Nhà máy phát điện là ADP chuyển qua ATP, đưa tới năng lượng cho mình để làm việc. Mình có thể đi ra ngoài chạy xe đạp, đúng không? Rồi mình tiếp tục mình ăn vào trong cơ thể. Hồi thì sinh sau làm xong mình sẽ đi ăn, đúng không? Thì ăn cái này cho mình có đạm để nuôi dưỡng tế bào. Nhưng mà để làm được điều đó phải có máy phát điện. Cái máy phát điện nó mới đem thức ăn vào trong, nó mới đi khắp mọi nơi được. Không có điện sao đưa những cái này đi, đúng không? Thì cái điện nó đưa mình đi, cái máy này đưa mình đi, chắc chắn nó bài thải chất dơ. Thì cái thằng này làm điều gì? Vitality là tác động vào cái ti lạp thể, nhớ nha, giúp cho cái nhà máy phát điện này hoạt động một cách hữu hiệu. Ngoài ra khi mà phát ra ADP, ADP đưa cho năng lượng cho mình thì nó sẽ bào thải những chất dơ. Thì những chất dơ này ngoài hai cái men SOD và glutathione nằm trong cơ thể mình trừ khử đi hút những cái chất dơ này ra, thì cái thằng này có nhiệm vụ dẹp bỏ những cái chất độc đó ra khỏi cơ thể mình cùng lúc. Quá thông minh, ok. Cho nên ở trong đây thành phần là đông trùng hạ thì mình sẽ không đi vào cái chi tiết bên trong của nó nữa, nhưng mình chỉ cho các chị thấy cái cơ chế khoa học thôi, ok. Trong đây là có đông trùng hạ thảo, nhân sâm và lựu. Còn dĩ nhiên các bạn sẽ nói là ô vậy tại sao tôi ra ngoài chợ tôi mua đông trùng hạ thảo tôi uống vô, tôi mua nhân sâm tôi uống vô và tôi mua lựu tôi ăn vô thì nó giống này không? Nếu giống thì làm gì có cái lọ này, nếu gió là nó không có độc quyền được, nó không có giống, ok. Nó không bao giờ giống cả, cho nên đôi lúc chúng ta hiểu sai về vấn đề đó. Nó phải có cơ chế của khoa học, nó tác động như thế nào, chứ không phải là đưa ba thứ đó vào rồi nói là đòi hỏi nó giống cái kiểu này. Thì đó là cái suy nghĩ của rất nhiều người rất là thiển cận nghĩ điều đó sai, ok. Cho nên đó là ba cái thành phần đã được chuẩn hóa liều lượng như thế nào để có khả năng kích hoạt vào cái ti lập thể, để giúp cho cái bộ máy năng lượng này hoạt động một cách hiệu quả. Ngoài ra, những chất dơ này được trừ khử ra khỏi cơ thể cùng một lúc, tạo năng lượng, trừ chất dơ, tạo năng lượng, trừ chất dơ. Đó chính là vitality, mang lại sự sống cho con người, mang lại sự khỏe mạnh của con người. Đó là đơn giản. Cho nên đó là nếu mà bài học mình chỉ cho các bạn chỉ bao nhiêu thôi. Bây giờ lấy một cái ví dụ nữa, rồi bắt đầu mình sẽ qua tới cái R2. Các chị có nhớ kỳ động đất ở Nhật không? Mình không nhớ là năm mấy. Và cái chỗ mà nuclear, nhà máy sản xuất ra power cho Nhật đó. Các chị nhớ cách đây một vài năm bị động đất. Nuclear power plant. Tiếng Việt, có ai giúp mình ghi bằng tiếng Việt cho mình không? Nhà máy nguyên tử phát ra năng lượng ở bên Nhật. Cách đây vài năm mình không nhớ do động đất. Đúng không? Thì tại sao có cái đó? Bởi vì có cái đó mới có được đường điện cho mình sai. Điện có những cái cách làm việc đúng không? Tức là do nước đưa lên nhà máy rồi bắt đầu phát ra, rồi nó tách cái nước ra để tạo ra cái năng lượng cho mình. Nhưng mà trong cái quá trình làm như vậy á, thì đưa ra chất phóng xạ, ok. Và chất phóng xạ là y chang như thầy chỉ nói là ATP qua ADP rồi đưa những chất dơ vậy á. Thì trong cái quá trình mà làm như vậy á, thì những cái chất phóng xạ này nó sẽ bị đưa ra ngoài. Thì có một cái khôi ở trong cái nhà máy đó, họ có cái đó nó trap lại những chất phóng xạ này, nó không đưa ra không khí, cho nên giữ cho không người không bị ung thư, ok, cho cái môi trường này nó được tốt. Nhưng mà các chị nhớ kỳ động đất ở Nhật không? Khi mà động đất ở Nhật á thì nó làm hư cái máy này, cái khôi, cái trap, cái những phóng xạ này không có, nên những chất phóng xạ này thoát ra ngoài. Cho nên khi mà hửi vào thì đưa đến tầm bị ung thư cổ, ung thư, rất nhiều thứ xảy ra ở Nhật lần đó. Thì y chang trong cơ thể, đó là cái nếu mà anh chị hình dung cái nhà máy phát nuclear power plant là nó là như vậy. Thì trong người chúng ta cũng y chang hình thức đó, ok. Mình có được năng lượng nhưng mà nó sẽ bài tiết những cái chất dơ này ra. Thì quá trình hình thành ATP thì phải đưa ra những chất dơ, nhưng những chất dơ này còn phải được trừ khử. Và nếu trong trừ khử thì đưa tới quá trình chúng ta bị già và lão hóa. Cho nên khi chúng ta có những cái sử dụng này rồi đó, thì những cái chất dơ này sẽ được giảm thiểu, ok. Và khả năng giảm thiểu của này được 92%. Các bạn thích hay không nhưng mà mình thấy ok. Nếu nó 100% thì chị nó không bao giờ có, ok. Đó lý do tại sao mình vẫn khuyên các bạn là không nên ở gần nhà đèn, không nên ở gần chỗ nuclear power plant. Bởi vì mặc dù là người ta có cái trap này để dẹp những chất phóng xạ này, nhưng mà các bạn ở gần, các bạn sản xuất, khả năng các bạn vẫn bị ung thư rất là cao. Nhớ nha, đó là chuyện bình thường, ok. Cho nên hãy tránh xa những cái chỗ đó.
đó là chuyện rất bình thường. Cho nên y chang trong này, khả năng của công nghệ ageLOC giúp các bạn được 92%. Các bạn thích hay không tùy các bạn, nhưng mà mỗi mình là quá tuyệt vời, vẫn còn 8% là sơ xuất. Ok, đó là như vậy thôi. Cho nên khi mình hiểu như vậy thì các bạn sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Ok, one on one English translation. Ok, bây giờ thì Trinh bị bí về nói khoa học. Bây giờ khi mình dịch tiếng Việt thì mình hơi bị bí chút xíu. Cho mình tạm thời mình thì xáo trộn, nếu ai giúp được cho mình chữ nuclear power plant tiếng Việt dịch thế nào. Ok, cho nên đó là cái vitality để mang lại cái sự sống cho con người. Và đó là cái lọ đầu tiên của công nghệ ageLOC khi công nghệ ageLOC được chào đời. Và vitality là cho thị trường châu Mỹ. Ok, ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ không biết sử dụng vitality hay không. Rồi bắt đầu thì Trinh sẽ đi tiếp chút xíu nữa. Tới 1-2 năm sau thì cái lọ R2 được chào đời. Tan. Ok, cho nên cái đầu tiên nó gọi là vitality. Sau đó thì cái R2 nó được chào đời thì nó không có gì khác hết. Nó chỉ là 6 viên này thêm 2 viên này. Cái lọ này đây là R2 này ha. Thị trường Việt Nam, thị trường châu Âu là sử dụng R2. Thị trường ở Mỹ có cái này và có luôn cái này. Ok, biết là công ty mẹ thì lúc nào cũng có nhiều trò hơn. Cho nên các bạn muốn thì qua Mỹ ở. Ok, cho nên khi mà cho nên các bạn phải hiểu nó nha. Giống như chiếc xe vậy đó. Ok, các bạn mua chiếc xe về gắn thêm 2 cái máy nữa. Đúng, turbo vô cho làm run cho nó chạy nhanh hơn. Đúng không? Cho nên cứ nhớ vậy thôi. Thì cái vitality là cái version 1, R2 là version 2. Chẳng hạn như các bạn nào đua xe đúng không, về gắn thêm 2 cái ống nữa rùn cho nó chạy mạnh hơn thì đó là cái R2. Thì nhớ cái R2 thì cái lọ ban ngày 6 viên của nó đó, nó không có khác gì là cái thằng này, hai thằng này giống nhau, nó khác nhau ở cái ban đêm thêm 2 viên nữa. Cho nên nếu các bạn nào dùng vitality là sáng 3 viên chiều 3 viên thì chính đang nói cái thời chưa có R2, hoặc là các bạn mới thấy mình uống hồi nãy mình uống luôn 6 ban ngày. Ok, bây giờ mình làm rất là nhiều cho mình thả nạp luôn năng lượng vào 6 ở ban ngày. Mình không khuyên các bạn làm những điều đó cho tất cả những gì sản phẩm của Nutrien, nhưng mà bởi vì mình là khoa học cho mình biết là 6 vẫn ok, có tùy trường hợp là phải chia đều. Chẳng hạn như là Wisepan thì không thể nào dùng 4 cùng một lúc, tại vì dùng 4 cùng một lúc nó công hiệu cũng giống như 2 cho nên không thể nào dùng 4, cho nên phải chia làm 2 buổi sáng 2 buổi chiều để nó có công dụng đúng 24 tiếng. Còn cái này thì Trinh có thể dùng 6, nó có công dụng giống 24 tiếng, trên đó là ok. Trên cái đó chỉ có mình biết, các bạn không biết. Cho nên tốt nhất thì cứ theo hướng dẫn ở trên cái lọ là tốt nhất. Ok, còn bản thân thì Trinh là tại vì mình hiểu quá về trong ngành của này rồi, cho nên khi mình cầm cái này lên mình biết là mình có thể sử dụng như thế nào. Ok, cho nên để thống nhất quá thì các bạn cứ đi theo cái hướng dẫn sử dụng ở trên cái lọ. Cho nên khi mà xong cái bài vitality ha, hiểu rõ ha, không hỏi nữa ha. Rồi thì 1 năm rưỡi sau thì là cái lọ R2 được chào đời. Nhớ R2 nó có khác gì chứ á, đặt tên lại thôi. Cái lọ này thì gọi là vitality, là mang lại sự sống cho con người. Ok, bằng cách là tác động vào cái ti lập thể, là cái nhà máy phát điện. Nhớ ha, để cho cái nhà máy này có hiệu quả hơn, đưa cái điện đó tới cơ thể con người. Và những cái cặn bã mà được bị đưa dư lại á của cái nhà máy phát điện sẽ được hủy bỏ, được tiêu hủy một cách hiệu quả đi, để con người chúng ta được khỏe mạnh. Nhớ ha, 1 năm rưỡi, 2 năm sau thì R2 được ra đời. Nó không khác gì cái vitality, nó chỉ thêm một cái lọ ban đêm. Nhớ vậy thôi ha. Cho nên đặt tên, dĩ nhiên khi mà ra như vậy để tránh sự rối, cho nó đổi thành chữ tên là ageLOC R2 hay là R2. Tiếng Mỹ mình gọi là R2, Bình Phương hay Việt Nam mình gọi là R2. Thì tại sao đổi như vậy? Thì cái này nó gọi là renew, tái tạo, recharge, phục hồi. Đơn giản thôi. Cái máy thì là thể của mình đúng không? Thì chúng ta cần phải có năng lượng đưa vào, cho nên gọi là vitality, hiểu không? Cho mình renew, ok, tái tạo lại cái bộ máy, nhà máy phát điện của mình cho nó được tốt, ok, để cho nó được khỏe, để mình làm việc. Tối xuống thì chúng ta phục hồi bằng cách là thanh lọc cơ thể cho chức năng của gan và thận. Hình dung là một cái bức hình anh chị. Cho nên khi mà hiểu rồi thì có thể thấy cái giá trị quan trọng, hàng ngày chúng ta sẽ có năng lượng để làm việc,
đúng không? ATP là nguồn điện, giống như là điện đang cháy nè thì mới mở có máy lạnh được, nếu không chịu không nổi nè, có đèn mới làm Facebook Live được nè, đúng không? Nhưng mà khi điện cháy ra thì bên phía sau lưng cũng đèn nó nóng không? Nóng, đúng không? Nó điện ra thì trong con người chúng ta cũng vậy, và nó tiết ra những cái chất độc, và nhờ cái lọ này trừ khử những chất độc đó để cho cái nhà máy này phát điện được tốt, hình dung chưa? Nếu rõ ha. Nhưng mà cái quá trình này đi qua thì những chất độc phải được bào thải ra ngoài thì nó đi đâu qua đâu? Nó phải qua gan và qua thận. Nhớ nha, phải qua gan và qua thận. Trên khi tối chúng ta cần phải ngửi recharge. Ok, renew là tái tạo. Tối là phải phục hồi. Phục hồi để nguyên ngày làm việc thì chúng ta quét dọn, giống như tối chị mở cái sáng mở cửa hàng bán, tối thì dọn dẹp đúng không? Đóng cửa quét lau chùi vậy đó. Rồi chuẩn bị hàng cho ngày mai. Thì tối cái này chúng ta uống cái lọ ban đêm 2 viên để mà giúp cho chức năng của gan được thanh lọc, chức năng của thận được thanh lọc, để cho nó được sạch sẽ hơn, để cái quá trình này lưu chuyển tốt, tối sẽ ngủ được ngon hơn và chuẩn bị một ngày cho một ngày mới và ngày hôm sau. Cho nên có cái lọ ageLOC R2, cho nên ageLOC R2 nó sẽ mạnh hơn cái Vitality. Nó y chang như thì chị nói rồi, một chiếc xe hơi mà các anh chị gắn thêm hai cái turbo vô vậy đó, cho nó ùn cho nó lẹ. Thay vì chạy 60 km/h gắn thêm cái turbo vô thì nó chạy thành 120 km/h, đó là như vậy. Ok, cho nên nó rất là có hiệu quả. Nhưng có những cái cần phải lưu ý sau đây. Thành phần của này y chang đông trùng hạ thảo, sâm và lựu. Ban đêm thì chiết xuất của hạt lựu, chiết xuất của hạt trái hạt cái hạt của nho. Ok, và trong đó có một cái loại orange gọi là cam máu, bloody orange, không phải là cái trái cam bình thường chúng ta ăn đâu, mà cam nó cam màu đỏ, nó thuộc ở vùng địa Trung Hải và nó sẽ có rất nhiều ở mấy Việt Nam bây giờ có không, nhưng mà ở cả Cali, ở mà Florida có nhiều màu đỏ, và cái cũng là một loại cam nhưng mà cái hạt cái màu đỏ nó lại có cái thành phần khác nhau. Ok, thì nó đưa cái này vào bên trong cơ thể để cho nên mới gọi là R2 là renew và recharge, tái tạo khi lập thể, phục hồi gan và thận để giúp cho cái tia lập thể này hoạt động một cách hữu hiệu hơn. Ok, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề đó thì mình thấy được cái giá trị của sản phẩm. Những điểm cần lưu ý: một, nếu bị huyết áp cao, huyết áp không ổn định, huyết áp không tìm được nguyên nhân, ok, huyết áp cho một cách vô cớ nào đó thì khi dùng những cái này cần phải cẩn thận. Dùng Vitality có thể ok, nhưng mà khi vùng ở R2 sẽ không ok. Là bởi vì nó sẽ có một cái lượng spike rất cao về huyết áp cho những người huyết áp cao. Ok, cho nên phải cẩn thận, cho nên tùy vào cái độ huyết áp của các anh chị. 120/80 là bình thường, ví dụ như 150/100 vẫn có thể dùng cái này. Nhưng mà nếu các bạn mà huyết áp mà 200 mấy, 300 mấy thì các mình khuyên các bạn là không nên. Ok, thì cái đó các bạn dùng sau này là cái wise man. Bởi vì cái đó nó sẽ nguy hiểm. Và nếu mà cái người khách khi họ dùng cái này họ có vấn đề là các bạn sẽ bị mất niềm tin. Ok, cho đó là lý do mình luôn luôn cẩn thận với các bạn là như vậy. Ok, thứ hai, điểm lưu ý: nếu các bạn có những cái buốt, những cái u sơ thì tránh R2. Ok, bởi trong đây có chiết xuất của xôi. Ok, và nó có một tí ảnh hưởng vấn đề nếu ta sử dụng lâu. Ok, còn nếu bình thường thì rất tốt và rất khỏe mạnh. Ok, bản thân thì Trinh dùng tuyệt vời. Ok, điểm thứ ba cần lưu ý để coi là gì. Tại vì khi mà có nhân sâm á, ở trong đây có sâm, cho nên khi mà chúng ta bị huyết áp cao thì cái sâm, thành phần của sâm nó sẽ kích hoạt một cái thụ thể tiếng Anh nó gọi là alpha 1 receptor. Nó constrict, nó sẽ bóp mạnh hơn, và khi bóp mạnh hơn á thì máu nó sẽ bị cao. Ok, cho nên cái tim nó phải hoạt động rất là mạnh để cho nên để đưa cái lượng máu đi, cho nên đưa tới vấn đề là huyết áp bị cao. Ok, cho nếu mà các bạn là những người khỏe mạnh bình thường, huyết áp thấp, hai cái này tuyệt vời. Nếu các bạn là những người hay bị chóng mặt hay bị té ngã do huyết áp thấp thì hai sản phẩm này sẽ rất tốt cho các bạn. Còn nếu các bạn là người bình thường thì khỏe mạnh thì ok, còn nếu các bạn là những người huyết áp hơi bị cao thì dùng cái này cũng ok, một thời gian sau nó sẽ bình phục lại cho các bạn. Nhớ nó không có chữa bệnh nha, nhớ thì Tinh đã nói cái gì, nó không có chữa bệnh, nhưng mà bởi vì cái nguyên tắc của cái ageLOC nó điều chỉnh, nó trung hòa lại, cho nên nó gián tiếp nó sẽ giúp rất là nhiều việc. Còn nếu các bạn là có tiền án tiền sử huyết áp cao thì tránh xa hai anh chàng này. Ok,
Còn bình thường thì nó sẽ ok cho mọi người để dùng. Rõ chưa? Cho nên đó là cái mình muốn cho các chị hiểu về cái dòng sản phẩm, đặc biệt là những người tiêu dùng, để họ thấy cái giá trị. Điểm thứ hai cần lưu ý, cái R2 này sẽ tuyệt vời cho người nam. Bởi vì nam có cái gan, cơ chế của cái gan nó khác với lại của người nữ. Và cái thận thì có thể giống nhau nhưng mà cái gan nó khác. Có người cọ vô cho nó bị đứng hình chút xíu. Cho nên khi đưa vào trong cơ thể á, người nam sẽ rất là ok, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt rất tốt cho thị trường Đông Nam Á và châu Âu. Lý do tại sao châu Âu không có cái này, Việt Nam không có cái này, bởi vì này nghĩ thì cái này nó có thể là không đúng, mình chỉ bình luận theo kiểu khoa học của mình thôi. Châu Âu và châu Á dù sao đi nữa cái chế độ ăn vẫn không có giống như ở Mỹ. Ở Mỹ nói là mập chứ thực sự nhìn chung không có mập, bởi vì các chị nói ở cái lượng người Mỹ là gần 300 triệu, cho nên tỷ lệ phần trăm mập thì mình nghĩ là mập chứ thực sự không có, cái người mập nó cũng không có nhiều. Cái chế độ ăn của Mỹ dù sao đi nữa rau củ hàng ngày đều rất nhiều, nhưng mà châu Âu thịt rất nhiều, châu Á dùng đạm thịt rất nhiều, ok. Cho nên cái R2 này họ tập trung cho những cái thị trường mà các bạn đang có vấn đề. Đó là lý do tại sao khi một số anh chị sử dụng R2 ở thị trường Việt Nam, các bạn sẽ thấy tuyệt vời về sức khỏe và châu Âu. Dĩ nhiên cái này là cái suy nghĩ của Thị Trinh thôi, mình không có hỏi công ty cho mình không biết, đúng không? Mình chỉ theo suy nghĩ của khoa học thôi. Tại có một người số hồi hỏi là tại sao không có Vitality. Đừng hỏi chi, cái nào có thì cứ dùng đi, đúng không? Còn các bạn có thân nhân ở nước ngoài thì các bạn có thể mua Vitality. Nhưng mà đối với mình thì R2 là quá tuyệt vời, thị trường Việt Nam thì chúng ta chỉ sử dụng cái R2. Ok. Cho nên và Việt Nam các bạn nhậu bia rượu quá nhiều. Trên đây cũng là hình thức mà nó giúp cho gan và thận của các bạn được tốt hơn. Ok, nói như vậy không có khuyến khích là các bạn tiếp tục uống bia và uống rượu. Thì dù các bạn có làm gì làm, anh chàng này không giúp được các bạn đâu, tốn tiền uống lắm. Ok. Đó là một việc. Việc thứ hai là bởi vì nó quá tốt. Ok, cho nên nếu các bạn là những người hồi nào tới giờ lạm dụng sức khỏe, ok, cho nên khi các bạn uống vào sẽ có một vài trường hợp dưới 10% các bạn sẽ bị xì mũi lòng. Xì mũi lòng có nghĩa là sao? Nói chuyện dùng chân chơi vô chút xíu, có nghĩa là các bạn sẽ bị ngứa, ok, các bạn sẽ bị nổi mụn, các bạn rỉ đủ trò trên cơ thể của mình hết. Điều đó không có gì ngạc nhiên, nó không phải là do sai, mà mình có thể bảo đảm các bạn là cơ thể bạn quá dơ, ok, cơ thể bạn quá dơ, quá độc. Và cái anh chàng R2 này quá tốt, cho nên vô một lòng càng quét, cho nên làm hết cho bạn sạch luôn. Ok, cho nên bạn phải chịu ít nhất khoảng 3 tháng để cho tất cả những cái quy trình này, đưa những chất dơ này ra khỏi cơ thể của bạn thì nó mới bình phục lại. Cho nên đôi lúc chúng ta là những người khách hàng, tự nhiên bình thường không thấy hết, bây giờ dùng vô cái này bắt đầu ngứa, xì thì phản xạ của các bạn là sợ các bạn bỏ chạy. Nhưng mà khi các bạn dùng mà đưa ra những điều đó thì mình có thể nói với bạn là sao? Là cơ thể bạn quá độc và quá dơ. Ok, cho nên hàng ngày một mình các bạn không thấy gì điều gì đó, nó không có tiết ra bài tiết đủ. Nhưng mà có thêm hai anh chàng này vô phụ với các bạn, đúng không? Nó phụ, nó dọn. Da mình thì có bao nhiêu thôi, lỗ thì cũng bao nhiêu lỗ đó thôi à. Chứ bây giờ nó muốn chung thì nó làm sao? Đúng không? Lỗ có mấy chỗ để chung thôi. Mà nếu nó không đủ chỗ để nó chung thì nó đâu? Nó chung lên da. Đúng không? Cứ nhớ thấy có mấy lỗ để nó chui, những chất dơ nó chui ra. Nhưng mà thiếu chất dơ nhiều quá mà nó cần phải chui thì nó chui đi đâu? Nó chui lên da, chui lên mặt, đúng không? Nó chui lên lưng, nó chui khắp nơi. Cho nên đưa tới vấn đề là chúng ta thấy ngứa, rồi mụn ở lưng, mụn ở trên mặt, có trường hợp đó xảy ra. Thì mình chỉ nói là chúc mừng các bạn đã tìm được cái phương thức tốt để thanh lọc cơ thể. Nhưng mà chưa hẳn ai cũng sẽ có niềm tin vào điều đó, và họ sẽ sợ và họ sẽ bỏ. Cho nên hy vọng là các bạn nghe được cái này thì các bạn kiên trì. Đó là cho 10% của một số người bị quá độc. Ok, còn người bình thường dùng vào thì các bạn sẽ thấy các bạn ngủ ngon hơn. Ít có trường hợp mà đưa tới vấn đề xảy ra nổi mụn hay không. Bản thân thì trên khi dùng cái này vào 2 tháng đầu mình bị mụn, mụn mủ rất là nhiều, chứng tỏ trong người thì trên mặc dù là có kỹ cách mấy cũng còn rất nhiều chất độc nha. Cho nên cơ chế của mọi người nó khỏi khác nhau. Ok, cho nên giờ các chị hiểu về Vitality và R2 rồi ha. Cho nên hiểu về khoa học thì sẽ thấy công nghệ ageLOC là tuyệt vời. Suy thận dùng được cái này không? Tuyệt vời. Hai sản phẩm này cho những người suy thận sẽ dùng ok. Ok, nhưng mà thường thường nếu mà suy thận thì sẽ đưa tới huyết áp cao, cho nên cần phải quan sát. Nhớ nha, khi mà thận nó yếu, không hoạt động được thì thường thường sẽ đưa tới người đó huyết áp cao. Cho nên liệu có dùng được hay không thì cần phải quan sát. Có nghĩa là dùng rồi quan sát.
nha. Cho đây là một trong những cái trường hợp mà Trinh sẽ ví dụ cho các anh chị, ngoại lệ, còn ngoài ra không có gì phải lo, nó chỉ là dinh dưỡng nha. Dinh dưỡng là hãy hỗ trợ cho sức khỏe, nhưng mà sau 6 năm kinh nghiệm của mình đi khắp mọi nơi thì cũng có một vài trường hợp xảy ra là như vậy, thì Trinh có thể cho các anh chị một niềm tin, đó là những cái trường hợp đó là không có quan trọng, không sao cả, mà nó chỉ là đẩy những cái dơ ra khỏi cơ thể. Bao lâu ra khỏi cơ thể thì tùy vào cơ địa của mọi người, đúng không? Mọi người sẽ có cơ địa khác nhau. Chẳng hạn một số các bạn uống sữa sẽ bị đau bụng, và nếu kiên trì thì có thể là 6 tháng sau uống. Một số người Việt Nam chúng ta không có cái men lactase, ok, để mà chuyển hóa cái đường ở trong cái sữa của động vật, cho nên khi chúng ta uống vào ta sẽ bị tiêu chảy. Hầu như người Á Châu đều như vậy, cho nên khi chúng ta định cư ở nước ngoài, các chị cũng không uống sữa được thì bị đau bụng. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục uống hàng ngày thì chắc chắn mình sẽ vô nhà vệ sinh mỗi ngày, nhưng mà một thời gian sau thì bắt đầu chúng ta sẽ, cơ thể mình rất thông minh, bắt đầu nó sẽ có cái cơ chế tiết ra cái men đó để mà quỷ cái lượng đường ở trong sữa đó cho các anh chị. Nhưng mà bao lâu thì tùy vào cơ địa của mọi người. Có thể mọi người cứ tiếp tục uống sữa thì bắt đầu 6 tháng sau là có thể uống sữa quen luôn. Có nhiều người cả năm sau vẫn còn bị đau bụng, có người 2 năm sau vẫn còn bị đau bụng, ok. Nhưng mà đối với thì trên mình chỉ muốn các bạn, nếu các bạn muốn được uống sữa thì kiên trì thì chắc chắn sẽ hết. Đó là trường hợp cho các bạn uống sữa động vật thôi, ok. Còn đối với mình thì khi mà càng hiểu xa về khoa học nữa thì bắt đầu do sữa động vật có nhiều cái chất họ bỏ vào trong đó để nuôi, thì bắt đầu mình chuyển qua hướng thực vật, thì thực vật thì nó sẽ không có vấn đề đó, nó sẽ tốt hơn nha. Thì đó là những cái chia sẻ của thì Trinh trong 40 phút để nói về cái ageLOC Vitality và cái ageLOC R2 để cho các bạn hiểu rõ khi mà đi chia sẻ với mọi người, ok. Ok rồi. Nếu các bạn là những người vô sinh, bây giờ mình sẽ nói vấn đề một vài cái cho các chị nè. Nếu các chị là những người không sanh được con, đặc biệt là nam, thì nên dùng R2, ok. Nữ, hai vợ chồng đều có thể dùng được hết. Thì một thời gian sau kỳ thích sẽ xuất hiện, ok. Nhưng phải kiên trì nha. Có nhiều người dùng khoảng 3 tháng là ok, có người dùng phải 6 tháng hay không, tùy vào được đó. Tôi dùng 2 tháng sau tôi có con được không, tôi biết. Cái đó thì nó có biết được, ok. Nhưng mà nhớ, mình đã nói các bạn rồi, nó thì trên đây có một lần các chị phải hiểu là sản phẩm của dinh dưỡng nó không có chữa bệnh, nhớ nha. Nó sẽ giúp cho những người khỏe mạnh. Nếu các chị đang xem live của mình mà nếu các chị khỏe mạnh là điều may mắn nhất trên cuộc đời này, là bởi vì các chị có khả năng sử dụng những cái này điều tốt nhất. Còn nếu các bạn để mong chờ cho người bệnh để dùng thì thật là một sự đáng tiếc, ok. Sản phẩm này để giúp cho những người khỏe mạnh được khỏe hơn, ok. Cho nên tại sao ta không sử dụng mà đợi tới bệnh rồi tìm tới nó? Bệnh tìm tới nó chưa chắc nó giúp đâu, đã nói rồi nó không có chữa bệnh. Cho nên ta cần phải hiểu rõ những cái vấn đề. Cho nên trân quý sức khỏe là như vậy, và nó sẽ hiệu quả hơn, hiệu quả hơn nữa nếu các bạn là người kỹ lưỡng hàng ngày. Nếu các bạn là những người vegan, những người ăn kiêng, đúng không, thì cái sản phẩm này vô nó còn triệt để nữa. Còn việc nói như vậy không phải đó là thì trên gieo các anh chị, đó là bài học thật thôi, ok. Nếu các bạn là những người uống hút thuốc, uống rượu, ăn tạp thì chắc chắn sản phẩm này vô nó sẽ giúp rất là nhiều cho cái môi trường độc hại các chị đang ở, ok. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn có bùa hộ mạng rồi ra ngoài cái việc ăn tạp rồi nói là tôi có hai cái này hộ mạng, không dám đâu. Hộ mạng còn thời gian thôi, rồi các bạn nó cũng đuối, nó cũng bỏ chạy thôi, ok. Thì cái đó không có giúp các anh chị đâu nhá. Còn nếu các anh chị là những người hoàn hảo và có cái tinh thần bảo vệ sức khỏe, có một cái ý chí để bảo vệ sức khỏe, không, ăn uống kỹ lưỡng, thì thêm hai anh chàng này vô nữa thì là tuyệt vời, ok. Nó cất cánh bay xa để cho cơ thể là được khỏe mạnh hơn nha. Cho nên hãy trân quý sức khỏe, khi mình còn khỏe thì đây là những cái điều tốt nhất mà các bạn có thể sử dụng, ok. Và mình dĩ nhiên chia sẻ về khía cạnh khoa học. Các anh chị xem chương trình này không nhất thiết là nhà phân phối của mình, không phải là trong hệ thống của mình đâu, ok. Cho nên mình không quảng cáo để mà có lợi để một số các anh chị sử dụng, mình không có quyền lợi gì trong đây hết, ok. Nhưng mà mình chỉ phân tích về khía cạnh khoa học. Thực sự không có gì tốt hơn bằng công nghệ ageLOC về vấn đề dinh dưỡng hiện nay trên thị trường, đó là sự thật. Mình không biết là một vài năm sau có một cái công ty nào ra cái gì tốt hơn Nutrien hay không, mình không biết, có thể có, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại
Ok, thì Nutrien đã đi trước hơn 30 năm so với tất cả những công ty khác về dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe. Và cái tầm nhìn và sứ mệnh của họ là để mang lại cái sự trẻ trung cho con người. Và mình ngưỡng mộ những cái điều mà họ làm. Và đó cũng là một trong những lý do mà mình mê công nghệ ageLOC. Và mình tham gia vào nó để mình hầu như là mình muốn giúp mọi người truyền đạt cái sức khỏe. Cho nên các chị xem, có thể các chị mua dùng nhưng mà mình không có quyền lợi đâu. Đâu phải mình nói là để quảng cáo, không có. Vì các bạn mua chưa chắc là có quyền lợi của mình, ok. Mình không, các bạn không nằm trong hệ thống của mình. Nhưng mà cái mình cho các chị hiểu là cái tầm quan trọng và giá trị khi các bạn có những cái sản phẩm này trong tay, ok, để thấy được cái bảo vệ của sức khỏe như thế nào, ok, nhớ ha. Rồi đó là ageLOC Vitality và ageLOC R2. Lặp lại, cơ chế của nó là đã nói rồi, công nghệ ageLOC. Age là tuổi, lock là khóa, khóa lại tuổi tác, làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân để mang lại cái suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho con người trẻ mãi tới già, chứ không phải là cải lão hoàn đồng để là trẻ mãi không già, cái đó là xạo, ok. Là việc thứ nhất. Việc thứ hai, từng sản phẩm của công nghệ ageLOC là tái tạo và hoạt động khác nhau trong cơ thể. Ví dụ mình đã nói cái máy galvanic là hút bụi, đúng không, mình nói từng trước là ở trong đó hút những chất dơ và làm tăng cái lực đàn hồi của da, là tác động vào cái maintenance ở dưới da của mình. Còn Vitality và R2 là đi vào bên trong tác động vào cái ti lập thể, ok, là cái mitochondria, hay tiếng Việt gọi là ti thể, ti lập thể, phục hồi những cái men SOD, glutathione, ok, phục hồi chức năng của thận và gan, là tác động sản phẩm này. Nó đi từng cơ chế như vậy cho các anh chị. Rồi mình sẽ bắt đầu đi theo bài thứ ba, mình sẽ nói về những sản phẩm khác thì nó sẽ tác động như thế nào ở từng bộ phận của các anh chị, để khi mình hiểu rõ mình mới trân quý cái sản phẩm và công nghệ ageLOC. Ok, cho nên Vitality là phục hồi ha. R2 có nghĩa là phục hồi và renew có nghĩa là phục hồi và tái tạo và phục hồi ha. Tái tạo, renew là tái tạo, recharge là phục hồi nha. Thì đó là hai cái, nó không có gì khác biệt. Khác biệt thằng này tốt hơn thằng này. Vậy ha, chỉ có một vài cái ngoại lệ như mình mở ngoặc các anh chị, có một vài trường hợp ngoại lệ, còn 90% mọi người là dùng ok. Nếu các chị khỏe mạnh thì các chị là người may mắn nhất, cho nên hãy mua ngay để sử dụng nha. Còn nếu các anh chị là những người khỏe mạnh thì mà biết, cái người không khỏe mạnh mà hôm nay biết tới vấn đề này để có thể mong hy vọng giúp gì đó hay không, thì cứ việc liên lạc với người bảo trợ của anh chị sẽ hướng dẫn cho các anh chị để mà sử dụng, hoặc là nghe xem video của mình xem có đáng để dùng hay không, thì các bạn có thể sử dụng. Chỉ một vài ngoại lệ, nhớ nha, huyết áp thiệt cao hay huyết áp do một nguyên nhân gì đó không quyết định được thì hai cái này cần phải cẩn thận, ok. Thử một cái liều lượng nào đó nhá vào trong cơ thể coi nó có hạt hay không, nếu mà nó ok thì mình dùng nha. Rồi trường hợp thứ hai là nếu các vị bị ung sơ tử cung, ung sơ buồng trứng hay vân vân thì không nên dùng cái nếu có u sơ gì đó, ok, thì không nên dùng cái Vitality hay là R2. Còn nếu các chị không có u sơ hay là có những cái cục bú gì đó thì cái này tuyệt vời, ok. Dĩ nhiên có những cái gì thay thế đó hay không thì có, ok. White span nắm lên chi trà xanh thì nó là bài học sau này mình sẽ giải thích sau, ok. Alright, bye bye, hẹn gặp lại.